là tự tin hơn trong cái việc mà chúng ta nói chuyện với người mới về những cái đổi mới cũng như những cái cập nhật từ tập đoàn Amway ở Việt Nam và tập đoàn Amway trên toàn cầu. Thì chuyến vừa rồi á, mình có tổ chức đi thăm nhà máy của Amway tại Bình Dương với công suất là 25 triệu đô, nhà máy đầu tư 25 triệu đô và với công suất là gần 100 triệu đô. Và sắp tới trong tháng 11, tháng 12 mình sẽ tiếp tục tổ chức đi nhà máy nữa các anh chị. Và như hồi nãy Ngân có chiếu cho anh chị á, một cái đoạn chia sẻ của anh Triều về cái chương trình Mega Day diễn ra vào ngày 7, ngày 8 tại một cái nơi nó được gọi là trung tâm triển lãm quốc tế tại quận 7, gọi là SICC. Thì ở toàn bộ lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta đó, thì cái SICC á, là cái nơi triển lãm quốc tế lớn nhất. Và những anh chị nào á, mà chưa bao giờ được đến trung tâm triển lãm quốc tế này á, thì theo mình là nên đến một lần. Những anh chị ở tỉnh là cũng nên đến để mình biết được là cái trung tâm triển lãm này tuyệt vời như thế nào. Tại vì tại trung tâm triển lãm quốc tế SICC đó anh chị, là trước đây á, thì thường á, là rất là nhiều công ty người ta gộp lại người ta mới tổ chức được một cái hội thảo, một cái gọi là triển lãm sản phẩm. Nhưng mà lần này đó là công ty Amway là sẽ bao tất cả luôn, chỉ là tổ chức những cái sản phẩm của công ty Amway thôi. Và mỗi một nhóm sản phẩm thì là một nhóm ngành hàng á, thì được chia vào một cái khu vực khác nhau. Giống như là người ta tổ chức á, thì mỗi một công ty người ta một gian hàng vậy đó. Còn của chúng ta đó là chỉ có một mình công ty Amway của chúng ta, nhưng mà có rất là nhiều gian hàng, rất nhiều gian hàng cũng thuộc sản phẩm của công ty hết các anh chị. Rồi. Và những cái mà mới mà đòi hỏi mọi người cần phải cập nhật là, đầu tiên là mình sẽ cập nhật cho anh chị một cái thông tin. Công ty Amway sẽ đầu tư một cái khoản tiền rất lớn, tương đương là 1 tỷ đô la Mỹ, chia làm hai giai đoạn để hỗ trợ cho chúng ta là từ kinh doanh MLM trở thành thương mại mạng xã hội. Trong thời gian sắp tới đó thì tất cả các anh chị chỉ cần dùng một cái đường link. Đường link đó đại diện cho cái cửa hàng Amway của anh chị. Và anh chị dùng cái đường link đó, anh chị gửi cho bất kỳ khách hàng nào, hoặc là anh chị đăng một video sản phẩm, hoặc đăng một cái hình của sản phẩm, anh chị kèm theo cái đường link đó trên trang cá nhân của mình, thì bất kỳ ai click vào đường link đó mua hàng thì sẽ được dẫn đến trang web của công ty và mua hàng. Và khi mà dẫn đến trang web của công ty á, mua hàng á, thì cái kết quả của nó sẽ dẫn đến một cái điều tuyệt vời là gì? Là nó sẽ được tính doanh số và tính BV, cũng như là tính điểm cho tất cả các anh chị. Ok, tính điểm cho tất cả các anh chị. Thì khi như vậy á, thì đó là một cái sự cải tiến, cũng như là một cái sự tiến bộ rất là lớn trong cái cách làm trong thời gian sắp tới của chúng ta. Giai đoạn 1 thì công ty sẽ đầu tư 500 triệu đô. Và giai đoạn 2 công ty sẽ đầu tư thêm 500 triệu đô nữa là 1 tỷ đô. Và công ty chúng ta sẽ dẫn đầu trong cái ngành kinh doanh network marketing và thương mại mạng xã hội. Các anh chị nên nhớ đây là dùng từ thương mại mạng xã hội. Tại sao lại không dùng từ thương mại điện tử mà dùng từ thương mại mạng xã hội? Thương mại điện tử có nghĩa là một cái trang web người ta đưa ra như là Tiki, Lazada hoặc là Alibaba. Mọi người lên đó mua hàng thì gọi là thương mại điện tử. Nhưng kinh doanh Amway thì là một cái kinh doanh đoàn đội, một cái kinh doanh mà được trả tiền theo hệ thống, trả tiền giữa người với người. Cho nên á, là vẫn làm cái thương mại, nhưng cái thương mại này á, sẽ được các anh chị chia sẻ trong cái mối quan hệ, trong cái cộng đồng của mình ở trên mạng xã hội, thì gọi là thương mại mạng xã hội. Thì lúc đó nó sẽ tính BV, tính điểm cho anh chị, thì làm cho anh chị có được doanh số và có được thu nhập. Còn nếu công ty làm một trang thương mại điện tử độc lập hoàn toàn với tất cả nhà phân phối, thì khách hàng có thể lên trực tiếp trang thương mại điện tử để mua sản phẩm, thì lúc này nhà phân phối lại không có quyền lợi. Cho nên công ty muốn đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người ở đây, và công ty vẫn giữ lại cái điều này các anh chị. Rồi các anh chị xem đây, những cái sự thay đổi mới sẽ là gì các anh chị nha. Những sự thay đổi mới đó chính là chính sách trả thưởng Corporate. Và hôm nay á, thì được cái sự yêu cầu của Ngân, thì cũng rất là cảm ơn Ngân đã rất là quan tâm đến mọi người, đã sắp xếp cái buổi nói chuyện này. Đúng ra thì mình cũng muốn chia sẻ cái này rất lâu và chưa có cơ hội chia sẻ với tất cả các anh chị một lần đầy đủ và chi tiết. Thực tế thì ở trên YouTube của mình á, thì cũng đã có cái file để nói về cái điều này rồi. Nhưng mà nó sẽ không có đặt cái câu hỏi và đáp của tất cả các anh chị. Vì lần này mình chia sẻ thì các anh chị cứ mạnh dạn hỏi và đáp, để chúng ta tìm ra cái những cái chỗ nào mình chưa hiểu về nó một cách sâu sắc về Corporate. Thì chúng ta hiểu một cách sâu sắc về Corporate á, thì chúng ta sẽ rất dễ để thành công. Vậy thì á, cái Corporate này là gì? Corporate này là gì?
cái Cordless này là gì, nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị như thế nào. Cái Cordless này á, nó sẽ hỗ trợ chúng ta là có thêm cái thu nhập từ cái doanh thu của khách hàng. Rồi thứ hai nữa là nó giúp chúng ta xây dựng một cái cấu trúc kinh doanh bền vững. Thì kết quả của hai cái điều này đó, nó sẽ dẫn đến là chúng ta là tối ưu hóa được cái thu nhập của nhà phân phối. Các anh chị nhớ nha, tức là chúng ta sẽ có thu nhập sớm hơn, đồng thời á, chúng ta có một cái cấu trúc kinh doanh bền vững hơn. Thì từ trước đến bây giờ mình vẫn đi theo cái triết lý là một nhà phân phối Amway á, nên đặt mục tiêu chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 chúng ta hãy tập trung vào việc chúng ta trở thành immoral, để chúng ta có 3 nhánh hoạt động và có thu nhập 100 triệu một tháng và được đi du lịch vòng quanh thế giới. Sau đó đó, giai đoạn 2 chúng ta muốn đặt mục tiêu gì cũng được cả. Còn nếu giai đoạn đầu mà chúng ta đặt mục tiêu chúng ta phát triển quá nhiều nhánh, nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là cái mạng lưới của mình đó là mình chăm không xuể và thiếu người đồng hành. Nhưng nếu các anh chị tập trung vào 3 đội nhóm thì các anh chị sẽ nhanh chóng có được những lãnh đạo đồng hành, thì cái tốc độ kinh doanh chúng ta sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Điều này cần được áp dụng trong toàn hệ thống của chúng ta đấy các anh chị. Và bây giờ á, công ty còn trả thêm một cái loại tiền, đó là loại tiền xây dựng cấu trúc kinh doanh bền vững cho những người mà xây dựng cấu trúc kinh doanh có 3 nhánh, thì công ty sẽ thêm tiền cho chúng ta. Thì cái phần này nó cũng nằm trong cái phần Core Plus đấy các anh chị. Nói tóm lại, Core Plus gồm có 2 phần. Phần đầu tiên đó là trả tiền từ doanh số khách hàng của chúng ta. Trước đây á, chúng ta mua vào doanh số khách hàng chúng ta không có tiền, phải đợi đến khi chúng ta 6% chúng ta mới có tiền. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thu nhập ngay khi chúng ta chưa đạt được 6% mà chúng ta có doanh số trong thẻ khách hàng, thì chúng ta đã có 10% rồi anh chị. Và tiếp theo các anh chị có thể xem đây, với cái chính sách này á, thì mình sẽ nói cho anh chị hình dung ra một cách dễ hiểu như sau. Anh chị nào chưa hiểu thì chúng ta có thể ghi lại để một chút xíu chúng ta đặt câu hỏi các anh chị nha. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ so sánh cái bên mà chưa có Core Plus. Khi mà chúng ta chưa có Core Plus thì chúng ta sẽ nhận cái nền tảng trả thưởng và tưởng thưởng cho tất cả các nhà phân phối, bao gồm là hoa hồng thành tích này anh chị. Hoa hồng cho lãnh đạo thì gồm có hoa hồng lãnh đạo, hoa hồng phát triển hệ thống chiều sâu, hoa hồng hỗ trợ bảo trợ, hoa hồng Ruby, hoa hồng Emerald, hoa hồng Diamond, Diamond Plus và phần thưởng tiền mặt một lần. Lợi nhuận bán lẻ, phần thu nhập tăng thêm ngoài các loại hoa hồng hàng tháng thì nhà phân phối được bán lẻ, đúng không chị? Đó là trước khi có Core Plus. Còn bây giờ mới nè anh chị, khi chúng ta có Core Plus thì chúng ta bổ sung chặt chẽ với gọi là cái chính sách là hoa hồng cơ bản, tưởng thưởng cho những cái cột mốc mà các anh chị đạt được nó gần hơn, cân bằng và nó bền vững hơn. Tại vì lúc này chúng ta lại phát triển vào 3 nhánh, chúng ta lại phát triển vào 3 nhánh. Rồi cái tiền thưởng khởi động nó gọi là CSI đó, CSI chính là 10% đó. Rồi tiền thưởng gọi là Run Foundation, rồi tiền thưởng là Run Builder, rồi tiền thưởng lãnh đạo. Thì trong tiền thưởng lãnh đạo mình có thêm cái tiền BQ và FQ. Bên cạnh đó là cái tiền thưởng FAA, tiền thưởng FAA, tiền thưởng hàng năm dành cho nhà phân phối cấp lãnh đạo. Thì bây giờ mọi người cứ nghĩ rằng tôi chưa phải là lãnh đạo, tôi chưa có những khoản tiền thưởng này. Nhưng khi các anh chị kiên trì, các anh chị nỗ lực và các anh chị làm đúng cấu trúc thì cái phần tiền thưởng này nó rất là nhanh chóng nó đến với mình thôi. Đó, nên chóng, rất là nhanh chóng đến với chúng ta các anh chị nha. Rồi, các anh chị đây, các anh chị xem. Hiện tại đó, cái sự so sánh giữa cái trước và sau khi mà chúng ta có thêm cái tiền thưởng Core Plus là như thế này các anh chị. Hiện tại đó, là kế hoạch trả thưởng chúng ta sẽ có là kế hoạch trả thưởng cơ bản cộng với lợi nhuận bán lẻ, cộng với chương trình tưởng thưởng là gọi là GIP. Thì chương trình này cũng dành cho những người từ Silver trở lên. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái hoa hồng mới á, thì kế hoạch trả thưởng cơ bản với những cái cấu trúc kinh doanh hiệu quả hơn thì chúng ta vẫn có hoa hồng bán lẻ, và đặc biệt là chúng ta có thêm cái phần Core Plus. Thì hai cái phần này á, chúng ta nhìn vào, chúng ta so sánh anh chị, là anh chị thấy cái thu nhập mình khác nhau hoàn toàn. Và chính thức sẽ được áp dụng vào tháng 11 này. Chúng ta chỉ còn đâu đó tầm khoảng 10 ngày để chúng ta chuẩn bị bước sang cái chế độ trả thưởng mới thôi các anh chị. Và với này là sẽ nhiều người có thu nhập hơn và cũng như là có thu nhập nhiều hơn khi mà chúng ta mới bắt đầu từ những bước đầu tiên là chưa được 6% thì đã có thu nhập rồi. Rồi, chế độ thì chúng ta có sự thay đổi rất lớn. Thay đổi rất lớn nha anh chị. Đó là chúng ta sẽ có thêm 3%. Tức là trước đây á, mỗi người là được 6%, 600 điểm thì chúng ta mới được 6%.
Thì bây giờ có thêm một mức hoa hồng nữa là chúng ta chỉ cần 200 điểm thôi là chúng ta đã có 3% rồi. Bao nhiêu anh chị đã từng đạt được 200 điểm mà chưa có phần trăm ạ? Mình có thể comment được không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ 200 điểm chúng ta sẽ có 3%. Ok. Rồi, cái lợi nhuận bán lẻ đó thì vẫn như cũ nha anh chị. Lợi nhuận bán lẻ chúng ta vẫn hưởng được 15%. Nếu như anh chị mua hàng và bán lẻ, anh chị vẫn được hưởng là 15%. Đó, nhưng mà cái lợi nhuận bán lẻ mới này nè, nó có một cái ưu điểm như sau, là anh chị hình dung nha. Rồi, ghi ra mình mới nhớ được nè. Thí dụ, chị Minh Ngọc, chị Minh Học là nhà phân phối. Rồi, sau đó chị Minh Ngọc á, là giới thiệu cho một bạn Xuyến là khách hàng nhà phân phối. Và khi bạn Xuyến này nè, mua vào mã số của bạn Xuyến để bạn Xuyến này tiêu dùng thôi. Bạn Xuyến này tiêu dùng thôi. Thì khi bạn Xuyến tiêu dùng á, 100 BV, thì chị Ngọc chưa được 200 BV thì chị Ngọc chưa được 3%. Chị Ngọc chưa được 600 BV thì chị Ngọc chưa được 6%. Nhưng với tiền hoa hồng mới, lợi nhuận bán lẻ mới này, bất kể khách hàng nhà phân phối nào mua vào mã số của họ, hoặc là mình đặt giùm họ vào mã số của họ cũng được luôn nha anh chị, thì chúng ta đều được nhận 10%. Đều được nhận 10%. Và lưu ý, cái phần hoa hồng CSI này á, 10% này á, nó dành cho nhà phân phối từ 9% trở xuống nha anh chị. 12% sẽ không được nhận nữa. Nhưng khi anh chị lên 12% thì anh chị đã có những khoản hoa hồng khác, anh chị đã có những khoản thu nhập khác tốt hơn rồi. Như là ví dụ như là hoa hồng Run Foundation, từ 9% trở lên là đã có Run Foundation rồi, thì thu nhập anh chị đã rất là tốt và có những khoản khác bù vào. Cho nên là chúng ta sẽ không cần cái khoản 10% này nữa. 10% này là để hỗ trợ cho tất cả những người mới đều có tối thiểu thu nhập ít nhất là 10% các anh chị nha. Rồi, chỗ này chúng ta cần phải đặt câu hỏi. Nếu mà mọi người không hiểu là mọi người đặt câu hỏi nha. Rồi, mình giải thích tiếp nha. Mình sẽ có một cái ví dụ như sau để mọi người hình dung cho nó dễ nha. Ví dụ như trong trường hợp này, chị Minh Ngọc có hai nhà phân phối B và C, mỗi người đạt được 50 điểm. Rồi, hai người này đạt được 50 điểm thì rõ ràng là chị đã được nhận trên mỗi cái 50 điểm này là 10% rồi. Nhưng mà lúc này chị Minh Ngọc bán lẻ được 100 điểm nữa thì cộng vô cho chị là được 200 BV. Thì khi chị Ngọc được 200 BV thì cũng đồng nghĩa với việc là chị được 3%. Đúng không ạ? Vậy thì lúc này á, tổng doanh số của chị là 200 BV và chị được nhận thành tích là 3%. Đó. Thì 3% này là chị được nhận. Nhưng cái tiền của người B và người C nè thì chị phải được nhận tới 10% lận. Chị tổng chị phải được nhận tới 10% lận. Tại vì mặc định là hoa hồng khách hàng mua vào mã số khách hàng là gọi là CSI là 10%, là chị phải được nhận tổng là tới 10. Nhưng chị đã được nhận hoa hồng thành tích 3 rồi, thì có phần mà chị còn được nhận tiếp á, là 7% nữa, cộng vô cho nó đủ 10. Thì tính ra số tiền đó là 176.000. Thì cộng vô là người A này mới chỉ có 200 điểm thôi, nhưng mà đã có thu nhập là 327.000 đồng rồi. Thì người ta rất là vui. Cái ý nghĩa của loại hoa hồng này đó là dành cho người mới cũng có tiền, mới bước vào công ty cũng có thu nhập, cho nên người ta sẽ rất là vui. Ai cũng có thể có được thu nhập cả đó. Và lưu ý, có nghĩa rằng là từ 9% trở xuống, từ 12% trở xuống, tức là chưa tính 12%, thì chúng ta đều được đảm bảo là cái doanh số mua vào mã số khách hàng là ít nhất mình được nhận 10%. Có nghĩa là tổng tính tổng lại thì mình phải được nhận là 10% trên cái doanh số là khách hàng nhà phân phối. Điều này á, nó kích thích chúng ta là rất là thích mở thẻ khách hàng và chia sẻ cho mọi người là sử dụng sản phẩm. Đó, thì cái chỗ này, hoa hồng này, chỗ này mọi người có thông không ạ? Có đặt câu hỏi gì thì mọi người cứ mở mic lên hỏi để mình trả lời nha anh chị. Đi qua từng phần một, nếu không là chúng ta sẽ bị qua luôn, là chúng ta quên đấy. Có anh chị nào muốn đặt câu hỏi không? Chị Ngọc muốn đặt câu hỏi không chị? Xuyến có muốn đặt câu hỏi không em? Rồi. Hello chị Ngọc. Rồi, nếu mà mọi người đang bận chưa có đặt câu hỏi được thì có thể nhắn tin nha. Chỗ này mình không cho em hỏi được ạ. Dạ, cho em hỏi là thay vì là cái mình không phải là khách hàng nhà phân phối thì mình là cái tiếng dưới của mình đó anh, là mình có được hưởng như vậy không anh? Nếu như mình không phải là khách hàng, mình là, ý em hỏi anh chưa hiểu. Ý em là ví dụ như em là nhà phân phối, còn cái mình có cái tiếng dưới thay khách hàng nhà phân phối thành cái tiếng dưới của mình đó, là mình có được nhận giống như là khách hàng nhà phân phối không anh? Em là nhà phân phối rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em có hai tiếng dưới là hai khách hàng nhà phân phối đúng không? Hay là dưới của dưới nữa?
Dạ không anh, tha là khách hàng nhà phân phối nó sẽ là cái tiếng dưới của mình, không phải là khách hàng của mình, là tiếng dưới của mình á. À, tức là khách hàng nhà phân phối của tuyến dưới mình chứ không phải khách hàng nhà phân phối của mình, đúng không em? Giống như là anh để là có hai cái nhánh là khách hàng, Đúng rồi, nhưng đúng mà rồi, hiện hai tại người nè, nếu đây là dạ thí dụ đó, đây là thí dạ thí dụ là hiện tại của anh là khách hàng đó, mình sẽ được nhận cái tiền đó, vậy hai giờ đó là hai cái tuyến dưới của mình đó, nếu là hai cái tuyến dưới của mình ha. à, hai người này là hai nhà phân phối, ý em nói vậy đúng không? Dạ, đúng rồi, tuyến dưới của mình. Rồi ok. À, nếu họ là nhà phân phối thì không được nha Xuyến. Họ đã là nhà Dạ phân phối thì họ sẽ bảo trợ ra khách hàng nhà phân phối để họ được. Còn em thì phải bảo trợ ra khách hàng nhà phân phối mới, được không ạ? dạ dạ em hiểu ạ. Ok, cho nên cái này á, là mình phải rõ là cái này nó tính trên cái doanh số thẻ khách hàng nhà phân phối. Điều này cũng đồng nghĩa với một việc là thí dụ bây giờ anh em mình dùng một cây kem đánh răng mà mình lại chỉ cho 10 người dùng 10 cây kem đánh răng thì coi như cây của mình là miễn phí đấy em. Tại sao vậy? 10 người khách hàng đó dùng thì mỗi người mình được 10% thì cộng lại là 100% thì coi như cái kem của mình là sử dụng miễn phí. Cho nên á, ngày hôm nay cái dự án tiêu dùng thông minh của mình á, chỗ này á, mình sẽ nói rất là mạnh mẽ. Có nghĩa rằng là mình sử dụng sản phẩm mà mình còn được á, là giảm giá nè, rồi mình còn được nhận lại 10% nè. Đó thì cái cách để mà nhận lại 10% á, thì mình phải linh động như thế này. Thí dụ hôm nay Xuyến là mã số nhà phân phối. Xuyến có thể làm cho mẹ của mình là mã số khách hàng nhà phân phối. Sau đó Xuyến có thể là tiêu dùng sản phẩm thì Xuyến sẽ không mua vô mã số của mình mà hoặc là mua ít thôi, còn phần còn lại em có thể mua vào mã số khách hàng, thì cũng điều đó cũng đồng nghĩa việc là em vừa dùng sản phẩm em vừa nhận lại 10% luôn, có phải tuyệt vời không ạ? Thì lúc này á, cái ý nghĩa của loại hoa hồng này nó hay chỗ là đúng chất của người tiêu dùng thông minh luôn đó. Người tiêu dùng thông minh là được dùng sản phẩm thiên nhiên nè, không có hóa chất độc hại nè, dùng sản phẩm được chứng từ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nè, đồng thời mình còn được giảm giá nè, rồi mình còn được nhận lại cái tiền mặt 10% khi mình sử dụng sản phẩm nữa, phải không em? Đó. Thì chỗ này nó sẽ có thêm một cái ý nghĩa nữa nè, là mọi người có thể kích thích từ cái người tiêu dùng họ thành nhà phân phối hồi nào họ không hay luôn. Có nghĩa là bình thường người đó đang là người tiêu dùng của mình. Đầu tiên là mình bán họ với giá lẻ đúng không? Sau đó họ được làm thẻ khách hàng thì họ sẽ được mua giá sỉ đúng không? Lúc này mình nói tiếp với họ là nếu chị nâng cấp lên thành nhà phân phối và chị mở cho thẻ khách hàng nhà phân phối bên dưới chị có thể tiêu dùng vào mã số khách hàng nhận phối đó thì chị được lại được thêm 10% nữa. Thì lúc này mình vô tình mình chuyển từ một người tiêu dùng thành một người kinh doanh rất là dễ dàng. Vì cái mạng lưới của mình sẽ mở rộng ra dễ dàng hơn. Và việc của chúng ta là đi làm thẻ nhà phân phối càng nhiều càng tốt. À, và thẻ khách hàng càng nhiều càng tốt. Tại vì chúng ta đang đoán đầu á, chuẩn bị máy lọc nước, máy lọc không khí về. Và những cái sản phẩm của em quay á, mỹ phẩm nó sẽ chia làm 3 phân khúc. Một phân khúc cao cấp, một phân khúc trung bình khá và một phân khúc bình dân sẽ về Việt Nam. Thì lúc này á, là chúng ta sẽ dễ dàng kinh doanh sản phẩm hơn tại vì giá cả rất là phù hợp với người tiêu dùng, được không ạ? Đó, cho nên thực sự là giai đoạn này đang rất là nôn luôn á em. Đó, rồi. Em cảm ơn anh Bình. Ok, vậy là em đã hiểu rồi đúng không? Dạ. Rồi, ok, anh sẽ mở tiếp cho mọi người xem nha. Rồi, chúng ta nhìn nè. À, trong trường hợp cái ví dụ 2 này, ví dụ 1 này là nhà phân phối A là 200 PV, 100 PV tiêu dùng cá nhân, khách hàng B, khách hàng C 50 ha. Thì trước đây á, là mình tính nè, trước đây mà người này không hề có thu nhập. Trước khi complete thì trong trường hợp này 200 điểm này không có miếng thu nhập nào hết, có phải không? À, chị Minh Ngọc có còn nhớ chỗ này không ạ? Nhưng mà bây giờ á, là khi mà chính sách complete ra đó thì người này lại có một cái thu nhập rất là tốt. À, tức là thu nhập tới 327 ngàn. À, tất cả các anh chị có nhìn thấy sự khác biệt chỗ này không ạ? À, khi mà chúng ta nhìn thấy được cái sự khác biệt chỗ này, chúng ta mới thấy là với cái chính sách mới này sẽ hỗ trợ cho mọi người rất nhiều và hầu như ai cũng hào hứng mới bắt tay vào công việc kinh doanh của em quay. Đó, ok. Rồi, à, ví dụ 2 nè. Nhà phân phối tập trung bán hàng và đạt được cái vị trí là 600 PV. 200 điểm là tiêu dùng cá nhân và có 4 khách hàng nhà phân phối, mỗi người á, là sử dụng là 100 điểm. Thì thu nhập chúng ta sẽ được tính như sau. À, ví dụ như trước đây á, thì chúng ta chỉ có thu nhập á, là 600 điểm thôi. À, trước complex là chúng ta có 600 điểm, đâu đó là 907.200 đồng. Là chúng ta lấy 600 điểm nhân 25.200. À, đó, 25.200 nhân 6% thì ra số tiền là 907.200. Nhưng mà bây giờ đó thì lại khác rồi. Bây giờ chúng ta lại dùng Corplus và hoa hồng CSI.
thì bốn nhóm này nè, mỗi nhóm chúng ta nhận được tới 10%. Và riêng cái 200 điểm này thì chúng ta nhận 6%. Vậy thì cộng lại cái số tiền của mình bây giờ nó sẽ tăng lên thành là 1.310.000. Vậy thì mọi người đã nhìn thấy được sự khác biệt nó nằm ở đây chưa? Đó, sự khác biệt chưa? Cái thu nhập mình sẽ cao hơn, thu nhập mình sẽ cao hơn đâu đó tầm khoảng là 400.000. Và em quay á, dùng cái chính sách Corplus này nó trả rất là đúng người. Những người mà họ chỉ tiêu dùng thôi, họ chỉ mua trọn một mình họ tiêu dùng 6% thôi, thì tất nhiên họ vẫn là có tiền đấy, nhưng mà số tiền cũ anh chị. Nhưng mà cái số tiền này được trả thêm cho những người xứng đáng là tại sao? Là những người đó là những người kinh doanh thật sự, họ có khách hàng thật sự, hoặc là họ chịu khó trong quá trình kinh doanh thật sự, họ đã biết cách để mà phân bổ ra doanh số cho từng khách hàng, cho nên họ đã nhận được thêm cái tiền Corplus này. Đó, thì cái ý nghĩa của cái ví dụ này nói lên một điều, cũng là một thời là 600 điểm, nhưng giữa người tiêu dùng hoặc là những người quan tâm đến kinh doanh, họ sẽ tối ưu hóa được thu nhập và họ sẽ có thu nhập được nhiều hơn. Cho nên mình nói anh chị là anh chúng ta là những người gọi là Amwayer, tức là người Amway, thì tất cả những cái gì thuộc về Amway chúng ta phải thực sự là quan tâm. Ví dụ như thậm chí là những cái game mà công ty tổ chức trên Facebook nè, những cái chương trình đố vui của công ty Amway nè, công ty kêu mình chơi TikTok để công ty cho quà nè, tức là mình cần phải bám sát chương trình của công ty thì mình mới gọi là một nhà phân phối của công ty thật sự. Chứ còn mình là một nhà phân phối của công ty mà những chương trình của công ty mình không có tham gia gì cả, mình không có bám sát gì cả, mình không có quan tâm gì cả, thì lúc này mình không phải là một nhà phân phối gọi thực thụ. Cho nên cái số tiền mình sẽ nhận ít hơn, đúng không ạ? Đó, cho nên cái phần thưởng này rõ ràng là dành cho những người chuyên tâm. Có thêm tiền là dành cho những người quan tâm đến nó thật sự, những người hiểu được cái cách bố trí của cái chế độ trả thưởng này. Đó, rồi. Rồi, mình sẽ nói cho anh chị hình dung là chúng ta sẽ có hai danh hiệu mới nha, hai danh hiệu mới. Cái danh hiệu gọi là Runzy. Runzy thì tiếng Việt nó gọi là danh hiệu động. Mọi người nhớ cái chữ nào, Runzy, phải thuộc cái chữ này luôn. Thì cái chữ Runzy này là cái trước cái danh hiệu động, thì công ty muốn á là giúp cho mọi người á rút ngắn cái thời gian, rút ngắn cái thời gian để mà lên danh hiệu được tuyên dương, để mọi người có cảm hứng nhiều hơn. Phải rút ngắn cái thời gian này lại. Tại sao phải rút ngắn cái thời gian này lại? Tại vì chúng ta sẽ cảm giác là vui hơn. Vì chúng ta chờ đợi đến silver thì công ty có tính rồi, trung bình một người lên được silver trên toàn cầu này là 2 năm để được tuyên dương trên sân khấu lớn. Cho nên người ta không có hào hứng. Vậy thì muốn tuyên dương sớm thì phải tuyên dương cái danh hiệu mới, gọi danh hiệu bằng đồng. Danh hiệu đồng này thì được tuyên dương như sau. Nếu anh chị là 9% mà có 3 nhánh 3% thì sẽ được gọi là Run Foundation. Cái Run Foundation này nó được gọi là đồng nền tảng. Đồng nền tảng gọi là Foundation hay là đồng sáng lập đấy. Thì lúc này cái tiền của mình á có nhiều hơn hay không? Ví dụ như trước đây mình 9% mà có 3 nhánh như thế này luôn, thì tiền của mình cũng chỉ là 9% thôi. Đâu đó nó dao động tầm khoảng là 2.700.000. Nhưng bây giờ nếu như anh chị có đúng cái cấu trúc này, có 3 chân đều như vậy, mỗi chân là 3% trở lên đấy, thì anh chị được nhận thêm 15% nữa. Có nghĩa là lấy cái số tiền hoa hồng thành tích của mình đó, nhân thêm 15% nữa và cộng vô số tiền hoa hồng thành tích đó, có nghĩa là thu nhập mình sẽ được nhiều hơn. Rồi, một trường hợp thứ hai đó là Run Builder. Run Builder tức là chúng ta 15% và chúng ta được tuyên dương ở sân khấu lớn 10.000 người, ví dụ như tại nhà thi đấu Phú Thọ hoặc là tại Cần Thơ. Nếu như anh chị làm việc ở Long Xuyên thì sẽ được tuyên dương ở Cần Thơ. Thì trong trường hợp này á, tuyệt vời như sau. Khi mà chúng ta có 3 nhánh 6%, chúng ta có 3 nhánh 6%, thì chúng ta nhận thêm là 20% nữa, 20% tiền hoa hồng thành tích của chúng ta nữa. Và nếu như anh chị vừa được Run Foundation mà vừa đạt được Run Builder luôn á, trong khoảng thời gian đó luôn á, thì anh chị vừa được tăng 15% mà vừa được tăng 20%, tổng cộng chúng ta lại được tăng 35% nha anh chị. Thí dụ như thu nhập mình 10 triệu thì mình được thêm 3.500.000 nữa đó các anh chị. Anh chị thấy điều này có tuyệt vời không ạ? Chứ là thu nhập mình 10 triệu mình được thêm 3.500.000 nữa thì mình cảm thấy là vô cùng tuyệt vời luôn. Đó, vô cùng tuyệt vời luôn. Đó, bao nhiêu anh chị cảm thấy hào hứng với cái điều này ạ? Và chỗ này thì mọi người có thắc mắc gì không ạ? Chúng ta hãy đặt câu hỏi đi ạ. Chị Minh Ngọc ơi, chị có hỏi không? Kim Xuyến ơi, gia đình mình có ai hỏi gì không? Mọi người cứ hỏi nha. Mọi người cứ hỏi nha. Đấy, Bình cho chị hỏi cái Bình. Dạ. Cái hồi nãy mà Bình nói á, nếu mà khách hàng nhà phân phối mua hàng thì mình được 10% đó. Dạ.
Dạ, dạ, cái đó rồi. Là chỉ khách hàng nhà phân phối thôi, chứ nếu nhà phân phối thì mình có được không? À, hồi nãy Xuyến cũng hỏi cùng câu hỏi với chị nha. Chỗ này em khẳng định lại một lần nữa. Chỉ khách hàng thôi, chứ nhà phân phối không được. Ờ, rồi, rồi. Đúng rồi. Nhà phân phối đó thì họ mở khách hàng của họ, thì họ được bên dưới. À. Họ mở khách hàng thì để họ hưởng trên khách hàng của họ. Còn chị á, chị muốn hưởng như vậy thì chị phải mở thẻ khách hàng nhà phân phối mới. Dạ. À, hiểu em nói chưa? Rồi, dạ, ok chị nhé. Dạ. Nhưng nhớ nha, từ 12% trở xuống, tức là 9-6-3 đó thì mới được nhận cái 10% này. Còn trên cái đó thì lại không được cái phần này nữa, tại vì công ty hỗ trợ cái phần này dành cho người mới. Hồi nãy tại mạng yếu chị bị thoát ra. À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi, chỗ này thì chị có hỏi gì không? Chị có thắc mắc không? Là chị nắm rõ chỗ này rồi. Chỗ này chị hiểu rồi. Ok, là chị hiểu là có nghĩa là chị có 3 người 3% thì chị được thêm 15% tiền đó. Chị nhớ không? Đúng. Nha. Rất là dễ hiểu đúng không? Rồi. Chỗ 15% nè là Run Builder nè. Bây giờ mục tiêu của chị Ngọc là lên Run Builder, tại vì chị Ngọc đã làm xong cái Run Foundation rồi. Nhưng mọi người biết không, khi mình theo đuổi cái tiến độ này nè là cùng lúc mình lên Silver, sau đó mình lên Emerald luôn đó. Rồi, vậy là chỗ này chị thông ha. Rồi, tiếp theo nha. Ok. Rồi, đây là một trường hợp ví dụ nè anh chị. Ví dụ như người nhà phân phối A, nhà phân phối A được 4.000 điểm, ta đạt 15%. Và nhà phân phối A là có 3 khách hàng nhà phân phối là mua vào 300 điểm. Doanh số tiêu dùng cá nhân của nhà phân phối A là 200 điểm. Và nhà phân phối A có nhà phân phối X, Y, Z là mỗi người là 9-6-6, có nghĩa là 3 người này là đạt tiêu chuẩn là trên 6%. Và người này đạt luôn 15%. Cũng đồng nghĩa với một việc là người này đã đạt luôn cấp bậc là Run Builder. Nhưng người này vừa đạt được Run Builder mà vừa đạt luôn là Run Foundation luôn. Tại vì họ cũng đủ yêu cầu là có 3 nhánh 3 và trên 9%. Đúng không các anh chị? Cho nên hai cái phần màu vàng nè, mọi người nhìn nè. Tính hoa hồng thành tích cá nhân của người này á, thì tính như sau. Tổng cộng người này có khách hàng là 300 điểm. Cá nhân người này 200 điểm thì cộng lại nó là 500. 500 nhân 25.200 nhân 15%. À, hoa hồng thành tích cá nhân đó là họ đang đạt mức 15 nè. Cái này không phải tiền bán lẻ nha. Mà họ đang đạt mức 15. Thì số tiền của họ là 1.990.000 đồng. Rồi hoa hồng chênh lệch nè anh chị. Là họ chênh lệch so với những người còn lại. Trong trường hợp này đầu tiên là chênh lệch với người 9%. Thì lấy 15% trừ 9. À, điểm của người 15, điểm của người 9% này là 1.500, người ít. Lấy người ít nhân cho 25.200 nhân 15% trừ 9% bằng 2.268.000. Tương tự như vậy, người Y và người Z tổng điểm là 2.000 nhân lại trừ 15% trừ 6% thì bằng 4.536.000. Và tổng số tiền này sẽ là 8.694.000 đồng. Nhưng do người này đạt luôn cấu trúc của Run Foundation, cho nên lấy 8.694.000 nhân 15.000 đồng, 15%, ra 1.300.000. À, tiền thưởng đạt luôn cái tiền thưởng Run Builder, thì Run Builder là được thưởng thêm 20%, thì lấy 20% nhân thêm 8.600.000 thì ra 1.700.000. Trước khi có hoa hồng Core Plus, người này chỉ có thu nhập 8.694.000. Nhưng khi có hoa hồng Core Plus, người này đạt luôn Run Foundation và Run Builder, được thêm tiền từ 8.600.000 bây giờ lên là 11.700.000, tức là thu nhập người này tăng lên khoảng 3.000.000 đồng. Rồi, anh chị đã hiểu chỗ này chưa? Có ai chưa hiểu chỗ này không? Okay. Mỗi đoạn thì nhà mình ai không hiểu chỗ nào thì mình hỏi liền nha các anh chị, đừng có để dồn quá rồi xong mình sẽ rối nha. Dạ rồi, các anh chị nào có câu hỏi thì cứ mạnh dạn hỏi nha các anh chị. Rồi bây giờ mình tiếp nha. Bây giờ anh chị xem nè. Ví dụ số 4. Nhà phân phối xây dựng kết cấu Run Builder. Anh chị nhớ Builder là 15, còn Foundation là 9 nha. Run Builder có nghĩa là nhà phân phối này 4.000 điểm và 15%. À, trong trường hợp này thì lúc nãy là chúng ta nhìn thấy rồi đó. Thu nhập tăng từ 8.600.000 lên 11.700.000. À, rõ ràng là khi mà chúng ta là áp dụng cái chế độ mới thì cái thu nhập anh chị sẽ nhiều hơn. Cho nên là anh chị hãy chăm chỉ xây dựng hệ thống theo cấu trúc 3 nhánh.
Và ba nhánh này nó chính là cái nền tảng để cho chúng ta trở thành e-model luôn. Đúng kế hoạch của dự án Prosumer chúng ta đề ra. Chúng ta sẽ đạt được vị trí e-model là chúng ta về đích. Và chúng ta được một cái thu nhập khoảng 100 triệu mỗi tháng. Đồng thời chúng ta được du lịch vòng quanh thế giới cùng với nhau. Tất cả anh chị nên nhớ là cái đoàn đội của mình có một cái cuộc hẹn với nhau, là chúng ta sẽ cùng nhau thành công và cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới và cùng nhau giúp đỡ nhau đạt được e-model trở lên. Sau khi mình lên e-model rồi, mình muốn đạt được vị trí gì nữa thì tự mình quyết định, tự mình nỗ lực anh chị nha. Rồi. Rồi. Trong trường hợp tiếp theo. Có câu hỏi nha. Rồi. Anh Bình cho em hỏi, trước tháng 11 mình đạt chiến tâm thì mình không được tính hoa hồng này phải không? À rồi, bây giờ có một cái bạn Trang, bạn hỏi là trước tháng 11 mình đạt được 9% thì mình không được tính hoa hồng này đúng không ạ? Rồi, vậy thì á, trong trường hợp này á, là mình vẫn còn nhận được cái hoa hồng của 15%. Giả sử mình đạt được 9% rồi thì mình sẽ nỗ lực để được nhận cái cấu trúc là Run Builder. Ok ha. Rồi. Bây giờ tiếp tục. Cái ví dụ số 5. Khi mà nhà phân phối này đạt 7.000 điểm, có nghĩa là đạt luôn 18% rồi. Doanh số cá nhân là 200. Có 4 khách hàng nhà phân phối, mỗi người 100 điểm thì cộng lại là 400 điểm. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng thấy được rằng trước khi có hoa hồng Core Plus này và trước khi được nhân thêm những cái phần trăm tăng trưởng Core Plus thì nhà phân phối này đạt được 18%, chỉ có thu nhập là 15.422.000. Nhưng mà khi mà đã có hoa hồng Core Plus thì thu nhập của người nhà phân phối A này đã tăng lên thành 20.820.000. Điều này chứng tỏ là cái hoa hồng Core Plus này nó sẽ giúp chúng ta tăng trưởng từ cái Run Foundation và Run Builder. Run Foundation thì lấy 15 triệu chỗ hoa hồng thành tích đó anh chị, từ hoa hồng thành tích là 12.700.000 này nè, nhân 15%. Còn hoa hồng Run Builder là lấy 12.700.000 này nhân thêm 20%, cộng vào thì thêm 2.300.000 và thêm 3.084.000, tổng lại hết là được 20.820.000. Đó, cho nên thu nhập chúng ta tăng rất là nhiều. Đó, thì đây là một cái tin vui cho anh chị. Giả sử như anh chị nào không đủ điều kiện, tại vì mình đã đạt trước rồi, mình không đủ điều kiện để tham gia chương trình này, thì mình vẫn có cơ hội giúp đỡ cho tuyến dưới mình đạt được. Giống như bây giờ mình không còn cơ hội tham gia chương trình này nữa, tại vì mình đã vượt qua mức 21% rồi. Thì mình vẫn mong muốn giúp đỡ được cho nhiều tuyến dưới của mình đạt được cái cấu trúc này, để họ có cái thêm cái thu nhập, là tạo cái nguồn động lực, cái tinh thần. Người ta nói là ngân lượng là năng lượng mà. Những người nào có thu nhập tốt thì họ sẽ làm việc rất là máu lửa, rất là hăng say. Hôm nào trong túi anh chị nhiều tiền, cái năng lượng anh chị khác, trong túi anh chị ít tiền, phải không ạ? Đó. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Tiền thưởng tăng trưởng cá nhân BQ. Tiền thưởng tăng trưởng cá nhân BQ thì ngày hôm nay các anh chị sẽ bắt đầu quan sát nha. Anh chị để ý, đối với chương trình Core Plus, mặc dù đây chỉ là phần tiền thưởng bổ sung của công ty Amway vào chế độ cũ đã có sẵn, nhưng nó được rải đều từ một cái người mới hoàn toàn cho đến cái người mà đạt được là từ 9% trở xuống, cho đến cái người đạt được là tới 15%. Nhưng bây giờ cái phần thưởng BQ này lại bổ sung vào cái người đó đạt được vừa cán mí 21%. Đó, thì sẽ được trả như sau. Cái phần này á, là mình biết anh chị trong số này á, là sẽ có người đạt được, chắc chắn luôn. Sẽ có người đạt được cái tiền thưởng BQ này. BQ là gì? Tháng nào mà anh chị đạt được là Silver thì gọi là tháng BQ. Silver thì tất nhiên nó sẽ có 3 cách đạt. Cách thứ nhất, tổng điểm của anh chị là 10.000 điểm thì gọi là Silver. Cách thứ hai, anh chị có một nhánh Silver và các nhánh nhỏ còn lại 4.000 thì cũng gọi là Silver. Cách thứ ba, anh chị có 2 nhánh Silver thì anh chị cũng được công nhận là Silver. Vậy thì Silver là có 3 cách đạt. Nhưng anh chị, khi anh chị đạt bất kỳ tháng Silver nào thì anh chị đều được công nhận là tháng BQ. Công nhận BQ để làm gì? Trước đây, khi anh chị đạt được tháng Silver thì anh chị sẽ lãnh tiền. Ví dụ như đạt Silver được 30 triệu thì chúng ta lãnh 30 triệu. Nhưng bây giờ thì nó có sự khác biệt như sau.
anh chị nhìn đây, cái sự khác biệt nó nằm ở chỗ là khi anh chị so với năm trước mà anh chị tăng từ 1 đến 2 tháng silver, một năm là có 12 tháng. Trong cái năm trước á, so với năm nay nè, mình tăng được từ 1 tới 2 tháng. Thì anh chị, nếu như anh chị duy trì gọi là không tháng nha, có nghĩa là tháng trước anh chị có 1 tháng silver, năm trước anh chị có 1 tháng silver, năm nay cũng 1 tháng, thì cái tiền mà lúc anh chị lên silver là 30 triệu đó đó, vẫn được công ty tặng thêm 10%. Các anh chị hiểu ý mình nói không? Thí dụ như anh chị được 30 triệu thì công ty cho thêm 10% của 30 triệu, tức là 3 triệu. Nó gọi là tiền BQ. Còn anh chị đạt được maximum luôn. Có nghĩa là năm trước tôi đạt 12 tháng, năm nay tôi lại cố hết sức mình và tôi vẫn đạt 12 tháng. Thì có nghĩa là anh chị không duy trì, không có gia tăng tháng nào cả. 12 trừ 12 bằng 0. Tuy nhiên, cái trường hợp mà 12 tháng đó đó thì được liệt vào cái trường hợp đặc biệt. Cho nên anh chị được cộng thêm 10% nữa là 20%. Vậy thì giả sử cách 20% này được tính như sau. Mỗi một tháng anh chị được 30 triệu. 12 tháng là 360 triệu. Bây giờ công ty lấy 360 triệu nhân cho 20% là số tiền sẽ được 72 triệu. Thì anh chị nhận cái tiền BQ này có nghĩa là được nhận thêm 72 triệu nữa. Rồi, anh chị có hiểu chỗ này chưa ạ? Có nghĩa là tăng trưởng bằng không, năm trước bằng năm sau. Thì nó có hai loại. Một loại là ví dụ như là 1-1 hay là 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Một loại là 12 với 12 thì được cộng thêm 10 nữa. Rồi, chỗ này hiểu chưa ạ? Ok, rồi. Trường hợp số 2 nè. Anh chị tăng từ 1 đến 2 tháng thì anh chị cũng được 20%. Nhưng mà tất cả anh chị trong phòng này nè, hầu như là chưa có ai đạt được silver hết. Cho nên anh chị hãy quan tâm đến trường hợp này. Giả sử như là năm tài chính trước anh chị chưa là silver, nhưng mà tháng 11 này hoặc tháng 12 này anh chị đạt được là silver, thì có nghĩa anh chị đã được tăng từ 1 đến 2 tháng rồi đó. Thì cái thu nhập của anh chị tất cả các tháng silver đó đều được cộng lại và nhân 12% để cho anh chị vào cuối năm. Đó. Còn nếu anh chị tăng được 3 đến 5 tháng thì được 25%. Còn trên 6 tháng là được luôn 30%. Thí dụ nha, năm trước anh chị chưa có silver và năm nay anh chị được silver trong 6 tháng, thì có nghĩa là anh chị tăng được 6 tháng. Mỗi một tháng là 30 triệu. Tổng 6 tháng thu nhập của silver sẽ là 180 triệu. Thì mình được lấy 180 triệu nhân 30%, và đó là số tiền BQ mình được nhận vào cuối năm. 180 triệu nhân 30% thì là bao nhiêu tiền các anh chị? Các anh chị có thể bấm máy giúp mình được không ạ? Đó, thì mình sẽ tính ra được số tiền mình được nhận vào cuối năm. Thì đây được gọi là tiền thưởng BQ. Rồi, trong phần tiền thưởng BQ này chúng ta có nghe, có hiểu không anh chị? Tiền thưởng BQ này nó sẽ có một cái ý nghĩa như sau. Nó làm cho nhà phân phối chưa đạt được silver thì họ nỗ lực đạt được silver. Nó làm cho nhà phân phối năm trước đạt được ít tháng silver thì năm nay muốn đạt được nhiều tháng silver hơn. Điều đó giúp cho họ duy trì và tăng trưởng sự nghiệp kinh doanh của họ. Đây là ý nghĩa thực sự. Ý nghĩa thứ ba đó, tiền BQ này nó còn là giống như là bổ sung vào tiền lương tháng thứ 13 của anh chị. Trong một năm anh chị làm Amway, số tiền có thể vừa đủ để chúng ta tiêu dùng và chúng ta xoay vòng sản phẩm cũng như chi tiêu trong gia đình. Nhưng cuối một năm, anh chị lại có được một cái khoản tiền BQ xem như là thưởng tháng thứ 13 cho anh chị. Và BQ này đã được áp dụng vào năm rồi. Thì đến ngày 27 đến 30 tháng 10 này thì tất cả anh chị được nhận BQ sẽ được nhận. Số tiền tương đương á, là tùy theo mỗi người mà được nhận cái BQ khác nhau. Đó anh chị ha. Ví dụ như số tiền BQ của Bình đâu đó nó cũng trên 80 triệu thì là được nhận cái BQ trong cái đợt này. Rồi, ok. Rồi, đây là một cái ví dụ cho anh chị xem. Đây là một cái ví dụ. Đây là mức hoa hồng 21% của một bạn tuyến dưới. Bạn này tên Xuân trong đội nhóm. Thì với số tiền của bạn này thì bạn này đã tăng trưởng so với năm trước. Bạn này đã tăng trưởng so với năm trước là 1 tháng. Xin lỗi anh chị là 3 tháng. Thì tổng số tiền của bạn này là 74 triệu khi bạn nhận là khoảng 3 tháng. Thì năm tài chính này bạn được thưởng 25% của số tiền 74 triệu 800 mấy đó, là tổng cái số tiền mà bạn đạt được silver á, những cái tháng silver đó, thì số tiền bạn nhận thưởng thêm là 18 triệu 7 các anh chị nha.
đây chỉ là một ví dụ thôi, đây chỉ là một ví dụ thôi. Rồi, ok. Rồi, chỗ này có mọi người có hỏi gì không ạ? Đây chính là cái phần tiền. Và tất cả mọi người đã biết được là cái cách để chúng ta vào đây xem cái thu nhập của mình chưa anh chị? Nếu anh chị nào chưa biết á, thì một chút nữa thì mình sẽ gửi cái đường link để anh chị truy cập vào để coi được cái thu nhập của mình mỗi mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây luôn. Anh chị phải coi được cái thu nhập này trong cái phần Core Plus thì nó hiện lên trên này luôn. Thì cho dù anh chị không phải là Silver, anh chị vẫn coi được cái thu nhập này. Thì nó giúp cho anh chị hình dung được cái công việc kinh doanh của mình. Còn nếu không, anh chị sẽ không có thấy được cái kết quả của công việc kinh doanh. Anh chị sẽ bị mù mờ đi. Và đôi khi chúng ta không có động lực bằng cái việc chúng ta theo dõi cái thu nhập chúng ta tăng trưởng mỗi ngày. Nó nhảy giống như chứng khoán vậy đó. Nó có thêm một đơn hàng mới thì thu nhập chúng ta lại tăng trưởng hơn. Rồi, một cái điều nữa mình muốn nhắc tất cả các anh chị ở đây là cái thời đại kinh doanh 5.0 đã xuất hiện rồi. Cho nên đôi khi là cái công việc chúng ta cần phải có những cái đơn hàng mà gọi là nó hơi đặc biệt một chút, là chúng ta cần phải giao hàng từ xa đấy. Anh chị nên cài những ứng dụng như là giao hàng nhanh hoặc giao hàng tiết kiệm để chúng ta giao hàng. Từ xa. Còn những trường hợp nào mà khách hàng đặt công ty nên đặt hàng qua công ty. Rồi. Khi chúng ta đặt hàng qua công ty á, thì công ty sẽ giao hàng tận nhà cho mình. Thì tất nhiên đó là ưu tiên một, tại vì cái đó nó sẽ là lợi thế nhất nha anh chị. Anh chị ghi lại giúp mình đi ạ. Hãy cài đặt giao hàng nhanh hoặc giao hàng tiết kiệm. Ai chưa biết cách xài thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị sẽ biết cách xài. Được không các anh chị? Rồi, còn cái việc Corplus này nè, này là mọi người nên đường link để mọi người xem được. Tại vì hiện nay cái Corplus này cũng chưa có xem được trên cái trang web là amway.com.vn. Tại vì hai cái chưa được tích hợp vào, cho nên chúng ta vẫn xem vào một cái chương trình riêng. Mong mọi người thông cảm nha. Là công ty Amway sẽ đang tích hợp nó lại vào trang web amway.com.vn luôn, để chúng ta vào đó có thể xem được luôn. Rồi anh chị, chỗ này mọi người có hỏi gì không ạ? Mình muốn xem câu hỏi của anh chị xem coi mình có hỏi gì không ạ. Đúng rồi, giao hàng nhanh hoặc giao hàng tiết kiệm chúng ta nhất định phải cài. Tại vì khi chúng ta cài cái giao hàng nhanh hoặc giao hàng tiết kiệm á, thì chúng ta mới giao hàng ở xa được. Và anh chị nhớ là bán hàng cứ mạnh dạn bán với giá lẻ. Khi người ta làm thẻ rồi thì hướng dẫn người ta đặt hàng trực tiếp từ công ty. Lúc này chúng ta sẽ nhận được 10% hoa hồng. Trong cái việc hướng dẫn đó thì chúng ta đã được nhận 10% rồi. Hoặc là khi chúng ta đạt thành tích từ 12% trở lên thì chúng ta nhận luôn 12 rồi. Đúng không các anh chị? Cho nên chúng ta hãy nhiệt tình vào, nhiệt tình mà hướng dẫn. Chỉ việc hướng dẫn thôi đã nhận được 10% thì không lý do gì chúng ta không hướng dẫn. Rồi, có ai đặt câu hỏi thì một là mình có thể chat nha, một mình có thể chat. Hai là mình sẽ mở mic lên để nói nha. À, có một lưu ý nữa nè, là mình rất muốn á, là đội nhóm của mình vào học Zoom á, là cần phải gọi là thay đổi cái cấu trúc phòng Zoom. Tức là ví dụ như hôm nay mình đổi cho bạn Thanh Ngân nha, là mình sẽ yêu cầu mình sẽ đổi cái tên lại như thế này. À, anh Ngân sẽ đổi cái tên là TVB, mình gạch một cái là Thanh Ngân hoặc là Ngân cũng được. Sau đó mình sẽ phần dưới mình sẽ điền thành tích là 18% là của Ngân. Thì đây nè, mọi người phải hình dung là chúng ta vào họp Zoom chúng ta cần đổi như thế này để mọi người có thể kiểm soát được. Ví dụ như bạn Thanh Thúy nè, mình có thể bấm vào cái nút đổi tên đó anh chị, mình sẽ tự đổi. TVB là biết cái đội nhóm của mình để mình quản lý. Rồi Thúy, ví dụ như Thúy là đạt được 9% thì mình sẽ đổi tên như vậy. Đây là cái cấu trúc mà chuẩn để chúng ta đổi nha. Mọi người ai chưa biết thì chúng ta nhớ là học cái cách đổi. Mình cần là 100% các anh chị đều biết đổi tên để mình biết lớp nào mình học, lớp nào mình không học, là một cách chu đáo. Nhớ nha anh chị. Rồi chúng ta tiếp theo nha. Chúng ta ghi lại chỗ này đi. Bắt buộc phải đổi tên khi tham gia phòng Zoom. Đổi tên chuẩn mực khi tham gia phòng Zoom các anh chị. Tất cả cần phải đổi. Rồi bây giờ xem coi bạn ở đây là ở đây hầu như chưa ai biết đổi tên. Hà Ngân cũng chưa biết đổi tên nè. Mọi người chưa đổi tên, ví dụ như đổi tên cho cô Hoàng nè. Rồi TVB nè, cô Hoàng nè. Đó, cô Hoàng thì nhà phân phối mới. Thì nhà phân phối mới thì mình có thể không cần ghi phần trăm. Ví dụ vậy. Ok, đó. Anh chị nhớ nha, giờ học cái cách đổi tên đi. Rồi, bây giờ mình tiếp theo slide tiếp theo nha. Nếu như cái phần tiền thưởng BQ nó có ý nghĩa như vậy,
thì anh chị phải hiểu được cái ý nghĩa của phần tiền thưởng BQ. Nó làm cho nhà phân phối nỗ lực nhiều hơn. Chưa đạt được silver thì nỗ lực đạt được silver để có lương tháng thứ 13. Còn có đã đạt được silver rồi thì năm nay họ sẽ muốn đạt được nhiều tháng hơn để có lương tháng thứ 13. Vậy mọi người đã hiểu được ý nghĩa của tiền thưởng BQ chưa ạ? Đó, cho nên là chế độ complete á, nó được bổ sung đều, được bổ sung đều ở tất cả các thành phần, tất cả các cấp bậc tham gia Amway, từ người mới cho đến người silver luôn, chứ không phải chỉ bổ sung cho người mới. Điều này làm cho toàn Amway toàn cầu đều kích thích và hoạt động một cách mạnh mẽ. Và bây giờ mình sẽ nói phần tiền thưởng FQ. FQ là gì? FQ là phần tiền thưởng mà do tuyến dưới của mình đạt được BQ đó các anh chị. Ok, để được tính là đạt là một FQ trong tháng thì bạn phải có một nhánh trong nước đủ điều kiện, nhánh này đạt 21% và có ít nhất một nhà phân phối được công nhận là Q. Ok, giải thích kỹ cho anh chị nha. Bản thân anh chị đạt được silver và bên dưới anh chị có người được silver thì gọi là anh chị nhận được FQ. Và FQ này ví dụ như mình có 3 nhánh silver thì mình có 3 FQ đó các anh chị. Và FQ thì cũng được tính như sau. À, ví dụ anh chị có một nhánh ở bên dưới đạt được FQ và năm sau anh chị cũng chỉ có một nhánh bên dưới đạt được FQ, thì có nghĩa là 2 năm nay cái chênh lệch của mình bằng không, thì anh chị lấy tiền hoa hồng lãnh đạo, hoa hồng lãnh đạo và phần hoa hồng bà hỗ trợ bảo trợ để nhân với số phần trăm tương ứng. Hỗ trợ bảo trợ là gì? Hỗ trợ bảo trợ là ví dụ như một người nước ngoài thầy cô về Việt Nam làm việc, thầy cô bảo trợ ra một người và đặt bên dưới chân của mình và họ cũng đạt được BQ thì coi như mình nhận được FQ. Nói tóm lại, FQ là số tiền mình đã giúp được cho tuyến dưới của mình đạt được silver. Được chưa anh chị? Đó. Mình giúp được một người đạt được silver một tháng thì gọi là một FQ. Nhưng mình giúp được một người đạt silver 2 tháng thì gọi là 2 FQ. Điều này nó không giới hạn số tháng đạt được FQ của một nhánh, dao động từ 1 cho đến 12. Và nó không giới hạn cái số nhánh mình giúp, tại vì số nhánh là vô tận, thì nó sẽ tính FQ của mình. Vậy thì nếu FQ tăng từ 1 đến 2 tháng thì mình được nhân thêm 20%. FQ tăng được 6 tháng thì được 30%. Thì cụ thể đây là một cái ví dụ cho anh chị xem nha. Giả sử năm tài chính trước thì chúng ta có một nhánh và có 2 tháng Q. Nhưng mà năm tài chính sau thì chúng ta có 2 nhánh và một nhánh ở trên thì đạt 3 tháng Q. Nhánh dưới nhánh 2 thì đã đạt được 3 tháng Q, là tổng cộng chúng ta có 6 tháng Q. Vậy thì 6 tháng Q này đối với họ là Q nhưng mà đối với mình là FQ. Tại vì mình là tuyến trên. Thì so sánh năm sau với năm trước thì chúng ta lấy 6 trừ 2 thì bằng 4. Trong trường hợp này mình lọt vào cái top này anh chị là tăng trưởng từ 3 tới 5 thì mình được thêm 25%. Thì số tiền lãnh đạo mà mình nhận trên các nhánh này sẽ được nhân thêm 25% để trả cho mình vào cuối năm. Và số tiền này cũng cộng vô cái tiền BQ của anh chị lúc này, hãy luôn để trả vào cuối năm là cùng một lúc các anh chị nhé. Cái đó được gọi là cái tiền BQ và FQ. Rồi, đây là một thí dụ. Thí dụ, người này á, tiền hoa hồng lãnh đạo của người này là 141 triệu. Và với số tiền... tại sao họ nhận 141 triệu là đã có kết quả rồi nha anh chị. Thì cụ thể luôn nè, tiền hoa hồng lãnh đạo của người này là 707 triệu. Và người này tăng trưởng như vậy là tăng trưởng cái số tháng là dao động, nó dao động từ 25% đúng không ạ? À, trong trường hợp 20% này á, thì có một điều thú vị là họ là lãnh đạo và họ duy trì số tháng so với năm trước, cho nên họ được nhận 10 cộng thêm 10 đặc biệt nữa là 20. Thì sẽ được lấy tổng số tiền này nhân 20% thì bằng 141 triệu đó các anh chị. Đó, rồi anh chị thấy chưa? Rồi, rồi để chúng ta bắt đầu hình dung ra ý nghĩa của cái hoa hồng FQ này. Ý nghĩa ha, mình nói ý nghĩa thì các anh chị tự hình dung ra tại sao lại có hoa hồng FQ này. Ý nghĩa của loại hoa hồng FQ này làm cho tiếng trên có động lực giúp cho tiếng dưới lên được silver nhiều hơn. Mình giúp một người lên được silver đồng nghĩa với việc mình có một căn nhà cho thuê. Tại vì mỗi một tháng lên silver là ít nhất mình đã nhận 16 triệu rồi.
nhận như vậy trong 12 tháng và nhận cả một cuộc đời khi mình giúp một nhánh lên được silver các anh chị. Cho nên giúp một nhánh lên silver tương đương với một căn nhà cho thuê mà một tháng nhận 16 triệu. Bây giờ để mình có một căn nhà cho thuê một tháng mình nhận 16 triệu thì căn nhà đó ít nhất phải trị giá là khoảng 4-5 tỷ đồng tùy vị trí mình mới có thể cho thuê một tháng 16 triệu. Nhưng mà ở đây các anh chị có cơ hội giúp đỡ cho một người thành công, họ mang ơn mình suốt đời, nhưng mà tương đương với một căn nhà cho thuê. Nếu như tính ra trị giá của căn nhà cho thuê là 4-5 tỷ, có nghĩa rằng là mình bỏ công, bỏ sức, mình đào tạo, mình giúp một người đạt được silver là mình có một căn nhà 4-5 tỷ. Cho nên đôi khi cái sự nghiệp kinh doanh Amway mà chúng ta biết suy nghĩ lớn á, thì đây chính là cái suy nghĩ đúng. Giúp một người lên silver bằng chúng ta có một căn nhà đấy các anh chị. Hoặc là chúng ta nỗ lực lên được silver một tháng chúng ta được 30 triệu thì tương đương một căn nhà khoảng 10 tỷ cho thuê. Có rất là nhiều người nghĩ rằng là chúng ta lên silver chúng ta chỉ nhận được 30 triệu một tháng. Nhưng mà chúng ta không hiểu, nếu như chúng ta xây dựng một cấu trúc kinh doanh bền vững thì chúng ta nhận cái số tiền đó lên tới là tương đương một căn nhà 10 tỷ lần. Đó, cho nên đây là một cái điều mà mọi người phải hiểu, là ý nghĩa của cái việc mà chúng ta nỗ lực để lấy hoa hồng FW này là gì. Đó là giúp đỡ nhánh mới của mình lên silver. Bình ở đây Bình rất là dụng tâm và mình muốn giúp tất cả các anh chị có khao khát lên được silver emerald, nỗ lực làm việc theo cái quy trình của hệ thống để mà lên đó, thì chúng ta cùng nhau nỗ lực với nhau để mà đạt được anh chị nha. Rồi, chỗ này có ai hỏi gì không ạ? Quay trở lại một chút, chỗ này có ai hỏi về hoa hồng BW, chỗ này có ai hỏi hoa hồng FW không ạ? Rồi, đúng rồi. Chỗ Kim Xuyến thì chưa có đổi được nè. Chỗ của Hà là chưa có đổi được nè. Đây, đổi là đổi cái tên ở trên này nè. Đổi là đổi cái tên ở bên trên nè. Nếu anh chị chưa biết đổi thì nói tiếng trên đổi giùm vẫn được. Rồi, vậy thì chỗ này có ai đặt câu hỏi không ạ? Cái chỗ hoa hồng FW nè, FW này có đặt câu hỏi gì không? Chị Minh Ngọc ơi, chị có thắc mắc gì chỗ này không? Mọi người có thắc mắc gì chỗ này không ạ? Mỗi đoạn Bình đều muốn anh chị hỏi. Để chị xem lại Bình ơi, chứ giờ chưa có thắc mắc. Ok, nhưng mà chị hiểu không chị? Chị hiểu không? Tức là cái chỗ này là chị hiểu nha. Tức là chỗ này là người ta sẽ lấy cái tiền hoa hồng lãnh đạo mà chị nhận trên tất cả các nhánh, sẽ nhân với cái số phần trăm tương ứng với số tháng mà chị nhiều hơn năm trước. Hiểu em nói không? Đó. Mọi người hiểu chỗ này thì nó rất dễ ha. Chị đây. Ngân với lại là Xuyến với lại là bé Trinh á, em có, mọi người có hiểu gì thì không hiểu thì cứ hỏi nha mọi người. Chỗ này cũng là hơi cao rồi đó. Nó nhưng mà nó không có lâu đâu, tại vì mọi người có thể đạt được silver và giúp một nhánh lên silver là có nhận hoa hồng này ngay lập tức rồi, bất cứ lúc nào luôn. Được không ạ? Tức là mình lên silver, mình đẩy một nhánh lên silver là ngay lập tức mình có hoa hồng này. Còn hoa hồng BW á, thì chỉ cần mình lên silver mình đã có rồi. Cái tiền này nó sẽ được cộng với tiền BW và trả cho mình vào cuối năm. Cụ thể như năm nay là sẽ trả từ ngày 27 tới ngày 30 tháng 10 nha. Rồi, ok. Nếu mọi người hiểu thì mình cho phép xin cho qua nha. Rồi, đây, chúng ta nhìn nha. Danh hiệu silver là tổng doanh số mình đạt được là 250 triệu. Nếu tính cả thuế là khoảng 270 triệu. Thu nhập mình dao động từ 25 đến 35 triệu. Nhưng mà sắp tới nó sẽ nhiều hơn tại vì có thêm college. Rồi, khi mình duy trì được 21% này được 6 tháng thì mình được gọi là Platinum. Đó, không cần 6 tháng liên tục nha. Trong đó 1 năm 12 tháng chỉ có 3 tháng liên tục là được. Thu nhập mình từ 35 tới 45 triệu. Khi mình giúp cho 3 nhánh thôi, trong cuộc đời này mình giúp được 3 người thành đạt thôi là người ta mang ơn mình suốt đời rồi. Giúp được 3 người lên Platinum thì mình sẽ có thu nhập từ 75 đến 105 triệu. Nó gọi là hoa hồng Emerald. Và bây giờ đội nhóm mình đang tập trung vào Emerald. Tại vì Emerald á, nó sẽ giúp cho mình có một suất đi du lịch miễn phí vòng quanh thế giới, đi chọn cuộc đời này luôn. Sau này mình không đi nữa thì mình để cái suất du lịch này lại cho đời con, đời cháu mình đi thế mình và thừa kế cho con cái của mình. Emerald được gọi là một sự thành công rất là bền vững và gọi là cổ đông của công ty Amway. Và nếu chúng ta giúp 6 người là Platinum, nó có một cái bài gọi là qua năm cửa tìm 6 tướng đó. Ở đây mình muốn bổ sung một chút, không biết mọi người có muốn học cái bài qua năm cửa tìm 6 tướng nhanh không? Mọi người ghi lại nha. Có nghĩa là mình qua được 5 cái cửa ải này thì mình sẽ tìm được 6 người tướng cũng qua 5 cái cửa ải này thì mình là Diamond.
cửa ải đầu tiên ạ. Cửa ải đầu tiên đó là cửa ải tự học. Ở đây ai đã qua được cửa ải tự học rồi ạ? Hãy ghi lại nhé, bài này hay lắm ạ. Qua năm cửa tìm sáu tướng, mình hãy ghi rõ cái bài này nha. Cái cửa ải thứ hai là tự dùng sản phẩm, tự khám phá và tự dùng sản phẩm. Tại vì có thêm một kiến thức, một sản phẩm, chúng ta sẽ có thêm một thị trường đó. Anh chị đánh son môi, anh chị mới bán được son môi. Anh chị xài kem ủ tóc, anh chị mới bán được kem ủ tóc. Anh chị xài nồi, anh chị mới bán nồi. Có nghĩa là tự dùng sản phẩm. Rồi, thứ ba nha, tự bán hàng. Cái ba là tự bán hàng. Thứ tư là tự OBB, tức là tự mở thẻ, là tự bảo trợ. Tự bảo trợ đó là cửa số 4 nha. Cửa số 5 là tự sao chép. Chúng ta thấy cái gì hay, tinh hoa, chúng ta sao chép một cách chọn lọc. Tự sao chép có nghĩa là sao chép chọn lọc, chứ không phải là sao chép cái hay, cái dở gì cũng sao chép. Chúng ta nghiên cứu tất cả những lãnh đạo, cái gì hay từ FC, từ Diamond, cái gì hay chúng ta sao chép, gọi là tự sao chép. Và anh chị qua được 5 cửa ải này, anh chị sẽ tìm được 6 vị tướng tài. Có nghĩa là 6 vị tướng tài này cũng qua 5 cửa ải giống mình luôn. Rồi, khi chúng ta giúp được là 6 người founder Platinum, đồng thời dưới mình có tổng cộng là 10 điểm QC. Điểm QC này được tính như sau: một founder Platinum là 1 điểm, một Imaro là 1 điểm rưỡi, và một Diamond là 3 điểm, một founder Diamond là 6 điểm. Thì ở bên dưới của mình cộng lại hết được 10 điểm, thì mình cộng với 6 nhánh thì mình là EDC, Executive Diamond. Và lúc này thu nhập của mình sẽ từ 150 đến 200. Và Double Diamond là hồi xưa đó là cần tới 12 nhánh. Hồi xưa Executive Diamond là cần tới 9 nhánh. Nhưng bây giờ Double Diamond cần có 8 nhánh thôi. Mình là Founder Platinum cộng với 25 điểm QC. À, thì lúc này điểm QC là mình nói rồi nha. Một Platinum là 1 điểm, Emerald là 1 điểm rưỡi, Diamond là 3 điểm, mà Founder Diamond là 6 điểm. Thì cứ cộng lại như vậy được 25 điểm thì tự động mình lên Double Diamond luôn. Thu nhập từ 200-400 triệu. Và tương tự như vậy, mình có 14 nhánh là Founder Platinum cộng với 88 điểm QC. Thì thu nhập của mình từ 1,6 tỷ trở lên, tức là đâu đó lên khoảng là 2,5 tỷ. Và mình cũng nói với đội nhóm của mình là cũng như cái tâm nguyện, mình không phải là lên ra ambassador để mà sử dụng hết số tiền này, mà mình sẽ dành cái số tiền này một phần rất lớn cho cái quỹ thiện nguyện Trái Tim Mặt Trời Rosemer. Đó, thì những anh chị nào mà muốn thành công á với em quay để làm thiện nguyện đó, thì mình sẽ là chung một cái đạo lý với nhau, chung một cái đồng đạo với nhau, và mình nỗ lực cùng nhau để mình thành công, để mình làm những cái quán cơm 1000, những cái chỗ thiện nguyện để mình giúp đỡ cho những người khó khăn. Đó, đây là những cái mà đó, cái tâm nguyện của cái cộng đồng Rosumer là những người có cái tâm để mà phát triển sự nghiệp này. Và bây giờ anh chị suy nghĩ coi, kiếm 14 người để giúp đỡ anh chị họ đó thành Platinum, so với việc là giao cho anh chị một cái nhiệm vụ là xây cái cầu Cần Thơ hoặc là cái cầu Mỹ Thuận, thì anh chị thấy cái nhiệm vụ nào khả thi hơn? Có ai ở đây thấy là giao cho anh chị xây một cây cầu Cần Thơ, anh chị cũng không biết đời nào mình xây xong một cây cầu Cần Thơ, đúng không? Nhưng mà nếu như anh giao anh chị kiếm 14 người thì đâu đó vẫn có khả năng kiếm được, đúng không ạ? Thật ra thì những người mà có tinh thần, mà có lòng tự tin lên được ra ambassador á, thì họ phải có sáng nước, tức là họ luôn luôn giữ được cái niềm hy vọng trong người mình. Mình thí dụ đi, ở đây có một bạn nào đó mà đang làm make up trang điểm, thì bạn sẽ suy nghĩ thế này: em sẽ trở thành một chuyên gia trang điểm và em dạy cho 14 đệ tử của em là chuyên gia trang điểm. Thì 14 đệ tử của em này nó vừa lấy mỹ phẩm em quay để nó trang điểm, nó vừa dạy đệ tử nó nữa, thì tổng doanh số lại là Platinum. Thì coi như em có 14 nhánh Platinum tới Founder Platinum thì em là Rao Ambassador. Có nghĩa là anh chị phải sáng nước. Còn ví dụ như chị Minh Ngọc là thích cái bữa ăn sáng dinh dưỡng. Chị Minh Ngọc sao chép ra 14 người tuyến dưới đều giỏi bữa ăn sáng dinh dưỡng, thì đó là 14 mà Platinum. Đó. Hoặc là ở đây á, là bạn nào đó giỏi về cân đo giảm mỡ và bạn sao chép ra 14 nhánh đều giỏi cân đo giảm mỡ, thì 14 nhánh đó chính là Founder Platinum. Đó, khi chúng ta sáng nước và sáng cái con đường mình đi thì lúc này mình mới có lòng tin và có hy vọng để chúng ta sẽ đạt được một cái điều gì đó. Mục tiêu thì không thay đổi, phương pháp chúng ta có thể thay đổi là dùng phương pháp này hoặc dùng phương pháp khác. Giống như từ đây đi Hà Nội, mục tiêu là không thay đổi, nhưng mà chúng ta có thể đi bằng đi bộ, đi bằng xe hơi, hoặc là đi bằng xe lửa, đi máy bay, là tùy đoạn đường mà chúng ta đi cho phù hợp. Thì ở đây á, là Bình rất là sáng nước, tại vì Bình đang là tập trung vào việc xây dựng nhân hiệu cho tuyến dưới. Ví dụ tuyến dưới giỏi về bao tử thì Bình sẽ xây dựng cho người đó là rất giỏi về bao tử. Tuyến dưới giỏi về xương khớp, Bình sẽ xây dựng cho người đó trở thành một chuyên gia xương khớp. Tuyến dưới giỏi về giảm mỡ tăng cơ, tuyến dưới giỏi về trang điểm, tuyến dưới giỏi về nấu ăn, mình sẽ xây dựng cho người đó giỏi đúng cái lĩnh vực của họ. Vậy thì khi họ giỏi lĩnh vực của họ rồi, cái việc mình xây dựng ra 14 người giỏi lĩnh vực của họ để trở thành Rao Ambassador là quá đơn giản anh chị ơi. Và anh chị cũng có thể xây dựng cùng một lĩnh vực, hoặc là anh chị cho tiếng dưới mình ở nhiều lĩnh vực vẫn được nha.
nhưng mà anh chị phải có lòng tin là anh chị là một lãnh đạo thực sự, anh chị phải đủ dũng khí, anh chị phải rèn luyện bản thân mình vượt qua được những khó khăn, những trắc trở. Tại vì đây, mình phải hiểu đây là doanh nghiệp của chính mình, chứ không phải doanh nghiệp của tiếng trên, tiếng dưới mình, mà là công ty này, là doanh nghiệp này là của chính bản thân mình. Mình làm chủ, mình quyết định cái doanh nghiệp này đi theo cái hướng nào là do mình, thì lúc đó là anh chị mới thành công lớn được. Được không ạ? Rồi, ok ha. Đạt được Imoro trước đi, rồi anh chị muốn cái pin gì ở bên dưới này thì anh chị cứ nỗ lực sau nha. Nhưng lúc đầu tập trung vào ba nhánh thiệt là sâu. Anh chị phải có một tờ giấy A0. Ở nhà mình phải có tờ giấy A0, tờ giấy bự. Mình vẽ mình ở ngay chính giữa hoặc ở trên cũng được. Sau đó mình vẽ ba cái râu ra. Rồi mỗi ngày á, mình đều thêm những người mới vào ba cái râu đó. Nếu như ở nhà anh chị mà không có cái tờ giấy nào để vẽ cái mạng lưới của mình ra đó, thì hầu như không có ngày nào cái mạng lưới của mình lú ai hết trơn á. Nó cứ tắc nhẽm đi hoài à. Một tháng trời cũng không thấy một người nào đó mới xuất hiện trong mạng lưới của chúng ta nữa. Không thấy OBB, không thấy chia sẻ, thì làm sao mà chúng ta về đích Emerald được? Chúng ta về đích Emerald với một điều kiện, anh chị phải sao chép đúng, là bản thân anh chị phải mua tờ giấy A0 về nhà dán ở nhà. Sau đó mình mới vẽ cái mạng lưới của mình mỗi ngày. Mỗi ngày lú ra một người mình cũng vẽ rô, lú ra một người là mình vẽ rô, lú ra một nhánh nào mình vẽ rô. Và mình ngày nào đó mà đội nhóm mình không có lú người ra thì mình bắt buộc phải hành động mạnh mẽ hơn nữa để mà chúng ta vẽ cái mạng lưới của chúng ta ra, thì lúc đó chúng ta mới về đích được. Được không ạ? Đó. Rồi. À, đây là tiền thưởng danh hiệu mới này anh chị. Khi mà anh chị lên được những cái cấp bậc mới thì tất nhiên cái tiền thưởng này không phải đợi tới đây anh chị mới nhận, mà anh chị từ Diamond là sẽ được nhận rồi. Và trước Diamond thì được nhận những khoản tiền thưởng Imaro cũng được, Sapphire cũng được, tức là lên một cấp bậc mới thì được thêm khoản một khoản tiền mới. Nhưng mà tại sao công ty lại ghi từ EDC trở lên, là tại vì từ cấp bậc này trở đi cái tiền thưởng nó mới nhìn nó lớn giá trị. Anh chị mới lên EDC thì anh chị sẽ được nhận là 437 triệu. Năm trước là EDC, năm nay vẫn là EDC thì duy trì thôi, là được thưởng 144 triệu. Và cộng hết khi mà anh chị lên một cấp bậc thưởng một khoản tiền thì cộng hết lại tổng đâu đó là 20 tỷ. Khi mà chúng ta phát triển từ 3 nhánh cho đến 14 nhánh là chúng ta nhận được là 20 tỷ. Vậy thì anh chị ở đây có ai muốn nhận được cái khoản tài chính này không ạ? Nhưng mà nhận xong thì mình đi giúp mọi người ha. Mình đi làm từ thiện, mình làm thiện nguyện. Tại sao vậy? Chúng ta quá may mắn là chúng ta sở hữu một cơ hội kinh doanh em quay quá tuyệt vời, mà không phải ai cũng hiểu và ai cũng thấy được. Cho nên đây là cái cơ hội để chúng ta nắm bắt, để chúng ta chứng minh cho mọi người thấy cơ hội này tốt thật sự, vì chúng ta làm thành công. Và đâu đó trong số anh chị ở đây sẽ có người là mong muốn đạt được vị trí là Crown Ambassador. Đó, cho nên là anh chị hãy trân trọng cái cơ hội này. Chúng ta làm cái công ty này, cái công việc này nó không có hệ lụy, mà nó đúng cái triết lý. Mọi người không phải đầu tư vốn, mọi người chỉ cần thay đổi cái quan niệm là từ tiêu dùng thông thường sang tiêu dùng thông minh là chúng ta đã thành công rồi. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta trân trọng cái cơ hội tuyệt vời này. Đó, biến một người không có vốn từ một người chỉ biết đánh răng giặt đồ giữa chén cũng có thể làm giàu được với cơ hội kinh doanh Amway, với cơ hội tiêu dùng thông minh, thì chúng ta phải mạnh dạn chia sẻ nữa anh chị ơi. Đó là chia sẻ mà người ta không làm với mình, bây giờ 10 năm sau người ta làm vẫn được, chúng ta không mất mát gì cả, và họ có làm sai đúng không các anh chị? Đó. Rồi, chúng ta có một cái công thức là 3 năm lên Founder Platinum, 2 năm lên Imaro và 1 năm lên Founder Diamond. Có nghĩa là đây là một cái công thức trước đây, cái thời đại là không có công nghệ. Thì bây giờ á, thời đại chúng ta đã có công nghệ rồi, 5.0 rồi, thì tốc độ có thể nhanh hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình không nói được là ai cũng như ai, tức là mình nói mỗi người một khác nhau. Có những người sẽ làm nhanh hơn mình, nhưng mà có những người làm bằng mình, hoặc có những người làm chậm hơn mình, thì chuyện đó rất là bình thường. Ở nhanh hay chậm á, là phải do anh chị. Chúng ta thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ mình. Mình thành công phải nhanh hơn tốc độ trưởng thành của con cái mình. Tại vì khi mình thành công á, con cái mình còn nhỏ, mình còn nhiều cơ hội, thời gian mình chơi với nó. Nhưng mà khi mà mình lo, mình làm việc, mình mất quá nhiều thời gian, khi nó đã trưởng thành rồi thì hầu như nó không chơi với mình nữa. Cho nên mình phải thành công nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ mình, và nhanh hơn tốc độ trưởng thành của con cái mình. Thì lúc này mình có nhiều thời gian ở bên gia đình và bên con cái mình hơn các anh chị. Đó. Ok. Và đây là một số quy định về xét duyệt danh hiệu. Những quy định về xét duyệt danh hiệu này nó nói lên một điều là anh chị cần làm kinh doanh Amway cần làm đúng. Chúng ta làm đúng nè, doanh số chúng ta ổn định, nhà phân phối trong đội nhóm đủ lớn. Đủ lớn tức là trên 25 nhà phân phối trong một nhóm thì gọi là Platinum mới công nhận nha anh chị. Số lượng nhà phân phối đặt hàng trong nhóm phải trên 8 người. Giá trị điểm cá nhân thì không quá cao. Rồi cách phân bổ đơn hàng trong tháng thì đều trong tháng. Và đội nhóm mình á, nên đặt một cái thói quen là mình nên chốt doanh số trước ngày 25 hàng tháng. Mình không nên đợi để ngày 25 trở đi.
ngày 25 trở đi á, là mình có thêm bao nhiêu thì tốt, vượt chỉ tiêu càng tốt. Nhưng mà mình nên nỗ lực và đặt mục tiêu á, là mình hoàn thành trước ngày 25 thì sẽ ok anh chị nha. Rồi ok, không được trình bày sai lệch về sản phẩm, không trực tiếp gián tiếp tuyên bố thổi phồng về thu nhập, rồi không được tổ chức các hoạt động huấn luyện hội họp vi phạm quy tắc ứng xử. Đây là những cái quy tắc, tại vì kinh doanh thành công với em quay á, chúng ta có hai cái bộ. Cái bộ quy tắc thứ nhất anh chị, đó là cái bộ quy tắc trả thưởng, và cái bộ quy tắc thứ hai á, là cái bộ quy tắc ứng xử. Thật ra thì trước em quay đã có công ty làm kinh doanh network marketing, là chính là cái công ty á, là nhượng quyền cái thương hiệu Nutrilite làm trước em quay, nhưng họ chỉ có quy tắc trả thưởng và đã không thành công. Và sau này Amway, Nutrilite mới không hợp tác với cái hãng đó nữa và quyết định là chuyển toàn bộ để hợp tác với Amway. Nhưng Amway thành công và 61 quốc gia, 51 năm cũng như 115 quốc gia trên toàn cầu, là vì Amway ngoài cái bộ quy tắc trả thưởng ra thì Amway còn có thêm một cái bộ quy tắc ứng xử nữa. Và chính nhờ bộ quy tắc ứng xử này và Amway thành công trên toàn cầu vì bảo vệ được danh tiếng của Amway đó các anh chị. Rồi cuối cùng thì mình chúc cho tất cả các anh chị, chúc cho tất cả các anh chị là chúng ta sẽ đạt được cái những cái điều mình mong muốn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại các anh chị trong một cái chương trình gọi là A70. A70 tức là chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập Amway. Đó là diễn ra vào năm 2029. Và hầu như tất cả mọi người có hẹn đến năm 2029 là 10 năm tới. Thì ít nhất chúng ta phải từ Diamond trở lên. Ít nhất chúng ta phải từ Diamond trở lên. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta phải lên kế hoạch để chúng ta đạt được Emerald trong 1-2 năm tới. Phần còn lại chúng ta sẽ nỗ lực để đạt được từ Emerald trở lên. Đó, đó thì á, đây là phần trình bày của mình về cái chế độ trả thưởng mới. Thì tất cả những anh chị nào mà thắc mắc thì có thể hỏi thêm. Rồi, em qua được 3 cửa rồi. Ok, rồi vậy thì nỗ lực để qua 5 cửa em nha. Phải 5 cửa lận. Phải 5 cửa. Nhưng cái câu nói của Hà Ngân cần phải thay đổi. Thay đổi như thế nào? Thay đổi về mặt tư duy. Có nghĩa rằng là em phải dùng lực gọi là NLP á, tức là về sức mạnh tiềm thức và lập trình ngôn ngữ tư duy á, để em thay đổi câu này. Tức là khi mình nói mình chưa được gì, chưa được gì, chưa được gì là cả đời mình cũng không được gì luôn. Hoặc là mình nói tôi bệnh quá, tôi bệnh quá, tôi bệnh quá thì lúc nào mình cũng sẽ bệnh. Sẽ Ngân sẽ nói thế này: em đã qua được 3 cửa rồi và em bắt đầu có những thành tích tốt ban đầu. Tức là thật ra thì em đã có rồi. Em đã có về trải nghiệm sản phẩm nè, em đã có về những người khách hàng đầu tiên nè, em đã có kiến thức nè. Mình không nên nói là mình không có gì hoặc là chưa có gì. Thì lúc này tự động mình sẽ lập trình cái não của mình á, là nó quen với cái điều đó. Mà chúng ta cần phải thay đổi, lập trình lại cái cách nói của mình. Tức là em đã qua 3 cửa rồi và em đã đạt được những thành tích ban đầu, rất khả quan ban đầu, và em tiếp tục nỗ lực để đạt được những thành tích tiếp theo. Đó, chính xác, chính xác. Đây là cái ngôn ngữ rất quan trọng. Ngôn ngữ rất quan trọng. Khi mà em dùng cái ngôn ngữ này, nó mới giúp cho em thay đổi được. Cũng giống như hồi trước anh Bình nói sai nè em. Có nghĩa là anh trước đây anh là người không phải là người bảo trợ tốt. Và khi anh không phải là người bảo trợ tốt thì dẫn đến một cái việc thế này, là anh không phải là người bảo trợ tốt thì nó dẫn đến cái việc là anh lúc nào cũng nói là tôi là người bảo trợ không tốt, tôi là người bảo trợ không tốt, thì càng ngày mình càng bảo trợ không tốt. Nhưng nếu như em dùng cái từ là em đang hoàn thiện mình mỗi ngày và em đang trở thành một trong những người bảo trợ xuất sắc nhất công ty, thì kể từ đó anh trở thành người bảo trợ rất là xuất sắc của công ty và của đội nhóm. Tại vì từ cái câu nói của mình thôi, từ cái câu nói của mình thôi. Hoặc là hôm nay mình nói là mình bảo trợ chưa tốt, mình bán hàng chưa tốt, thì một người mới họ không dám làm việc với mình đâu. Tại vì họ chỉ thích đi theo cái người làm việc giỏi thôi. Mà hôm nay mình lại show bài cho họ thấy được mình là một người vừa làm việc không tốt mà còn vừa tiêu cực nữa, thì làm sao họ dám làm tiếng dưới của mình. Đúng rồi, mỗi ngày đều nói câu này. Em đang hoàn thiện mỗi ngày và trở thành lãnh đạo xuất sắc. Em thấy em tăng trưởng mỗi ngày, em thấy em tiến bộ mỗi ngày. Em thấy hôm nay là cái việc bảo trợ em tốt hơn, em thấy cái việc bán hàng em tốt hơn, và em thấy kiến thức về sản phẩm em tốt hơn, và em đã thuộc được quy trình làm việc rồi. Đó, có phải những điều này nó sẽ dẫn đến cho chúng ta cái bộ não và neuron thần kinh chúng ta lập trình cho chúng ta thay đổi mỗi ngày, đúng không? Đó, đó là việc cực kỳ quan trọng. Đó, rồi anh chúc mừng mọi người nha, đã có được cái tư duy tốt này. Rồi